Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với cùng kênh của mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi game Plants các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ chơi tất cả các phiên bản mod luôn. Mình sẽ chơi cửa này nhá. Mình sẽ tiếp tục đặt mình vào bộ ưu tiên nhá. Và mình sẽ thả cái ưu tiên làm sao mà để cho nó phá hủy được bọn cây cối này nhá các bạn nhé. Em biết em sẽ đây phải là tên của Zubia đã chiến thắng các bạn nhé. Ok, mình sẽ chuyển sang phiên bản mod tiếp theo các bạn nhé. Chiến thắng các bạn nhé. Ok, mình sẽ sang phiên bản mod tiếp theo nhé. Thank you.
Ok, vậy là thân thương biên là chiến thắng tiếp nhé. Ok, mình sẽ sang phiên bản mod tiếp theo nhé. Ok, mình sẽ chuyển sang phiên bản mod tiếp theo. Là chiến thắng nhá. Ok, mình sẽ sang phiên bản mới tiếp theo nhé. Thank you.
Ok, thế mình đã chiến thắng các bạn nhé. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký xóa lại ủng hộ kênh mình nhé.